Ngô Sứ Quân, Ngô Xương Sĩ. Năm 965, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn bị bắn chết trong một trận giao chiến ở Thái Bình. Con Thiên Sách Vương là Ngô Xương Sĩ nối nghiệp làm vua. Thế lực ngày càng yếu kém, phải lui về giữ đất Bình Kiều. Từ năm 966 hình thành 12 sứ quân. Ngô Sứ Quân. Ngô Xương Sĩ còn gọi Ngô Sứ Quân là con trai của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, tức là cháu nội của Ngô Tiên Chúa Ngô Quyền. Sử không ghi rõ năm sinh và năm mất của Ngô Xương Sĩ, nhưng căn cứ vào hành trạng của Ngô Xương Ngập thì ông sinh khoảng từ năm 944 đến trước năm 950. Ngô Sứ Quân phụ các sứ quân tất cả 2 năm, năm 966 đến 967. Họ Ngô, tên húy là Xương Sĩ. Khi Thiên Sách Vương lánh nạn lấy vợ ở Nam Sách Giang sinh ra, là cháu gọi Nam Tấn Vương bằng chú. Bính Dần năm thứ 16, năm 966, Tống Càn Đức năm thứ 4, Nam Tấn Vương mất. Các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ quận ấp để tự giữ. Ngô Xương Sĩ chiếm Binh Kiều. Kiều Công Hãn xưng là Kiều Tam Chế chiếm Phong Châu, nay là huyện Bạch Hạc. Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình chiếm Tam Đái. Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãng Công chiếm Đường Lâm, có sách chép là chiếm Giao Thủy. Đỗ Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công, Đỗ Động Giang. Lý Khuê xưng là Lý Lãng Công chiếm Siêu Loại. Nguyễn Thủ Tiệp xưng là Nguyễn Lệnh Công chiếm Tiên Du. Lữ Đường xưng là Lữ Tá Công chiếm Tế Giang. Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu Công chiếm Tây Phù Liệt. Kiều Thuần xưng là Kiều Lệnh Công chiếm Hồi Hồ, nay là xã Trần Xá, huyện Hoa Khê, vẫn còn nền thành cũ. Phạm Bạch Hổ xưng là Phạm Phòng Át chiếm Đằng Châu. Trần Lãm xưng là Trần Minh Công chiếm Bố Hải Khẩu, gọi là 12 sứ quân. Đinh Mão năm thứ 17, năm 967, Tống Càn Đức năm thứ 5. Bấy giờ trong nước không có chủ, 12 sứ quân tranh nhau làm trường, không ai chịu thống thuộc vào ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con là Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng mới nuôi làm con, ơn yêu đãi ngày càng hậu. Nhân đó giao cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác đều thắng được cả. Phạm Phòng Át đem quân về hàng. Dưới triều nhà Đinh, Phòng Át làm thân vệ tướng quân. Khi Minh Công mất, gặp lúc bọn con em của Ngô Tiên Chúa ở Đỗ Độc Giang hơn 500 người đem quân đến đánh, mới vào đến đất Ô Man thì bị người làng ấy là Ngô Phó Sứ đánh bại phải trở về. Bộ Lĩnh nghe tin liền cất quân đi đánh vùng sông và động ấy, không bộ lạc nào không hàng phục. Từ đó lại dân ở kinh phủ đều khâm phục theo về, nhà Ngô mất. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: vận trời đất bĩ rồi ắt thái, Bắc Nam đều cùng một lẽ ấy. Thời Ngũ Đại bên Bắc triều Trung Quốc suy loạn, rồi Tống Thái Tổ nổi lên. Ở Nam triều nước ta 12 sứ quân phân chia quấy nhiễu, rồi Đinh Tiên Hoàng nổi lên, không phải là ngẫu nhiên mà do vận trời vậy. Trở lên là kỷ nhà Ngô gồm 3 vua và Dương Tam Kha cướp ngôi. Từ năm Kỷ Hợi đến năm Đinh Mão, năm 939 đến năm 967, cộng 29 năm. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Website: Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể,
cùng Bí ẩn sự Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn sự Việt để đón xem clip mỗi tuần.